xin chào các bác nhé. Hiện tại tôi đang có mặt tại chợ Tam Sơn. Đây là chợ Tam Sơn Cẩm Khê đây. Hôm nay là phiên chợ quê đây, thì ngay bên cơ sở của gỗ Tùng Tám là có đến và bàn giao cho một vị khách hàng. Một vị khách hàng đây. Phía trước là ngôi nhà khách hàng đang xây, vị này. Đấy, hai chiếc xe tải của chúng tôi đây. Hai chiếc xe tải của tôi hôm nay là đến và bàn giao đồ cho gia đình khách hàng ở Tam Sơn đây. Đấy thì đây toàn cảnh ngôi nhà đang hoàn thiện khách hàng này. Một lát nữa thì khi tôi sẽ lắp đặt đồ gỗ nội thất cho gia đình nhà khách hàng đây. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nha. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà cô Kim Anh tại chợ Tam Sơn. Tam Sơn, chợ Tam Sơn của Cẩm Khê, Phú Thọ, và vừa bàn giao cho gia đình nhà cô một số món đồ nội thất đây. Thì hiện tại là ngôi nhà cô thì đang gấp rút đang hoàn thiện thợ đang sơn cũng như là hoàn thiện các công đoạn khác để chuẩn bị đón Tết đây, đang rất là gấp rút anh chị. Hiện nay chúng tôi là có đến và bàn giao gia đình. Thì cô quay lại video clip làm kỷ niệm với gia đình cô. Như đây là cái ngôi nhà của cô Kim Anh này. Hiện tại là cô đang ở Hà Nội và đây là ngôi nhà quê. Thì sau đây thì tôi sẽ đi vào và giới thiệu cũng như là một cái số sản phẩm chúng tôi vừa bàn giao ở phía bên trong này. Sân, công viên ngoài sân ở ngôi nhà thì bàn ghế phòng khách, đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Đào tay 12, bao gồm có 6 món. Chất liệu là chất liệu gỗ hương đá quý vị. Đây, những bộ sản phẩm vừa bàn giao đây. Đây là hình tổng thể bộ bàn ghế này. Thì lướt qua một vài hình ảnh chi tiết hơn. Đây là mẫu ghế ghế đào tiên tay quấn chân móc. Đó, cột là cột 12. Và quý vị có thể thấy được cái vân gỗ tự nhiên của gỗ hương đá rất là đẹp. Đây quý vị này, cái vân gỗ tự nhiên này. Cái sản phẩm ở bên cơ sở là đã hoàn thiện là sơn VU bóng rồi. Đây, cái dáng này là dáng ghế đào tiên. Trường ghế này. Trường ghế đào. Vách là vách đục quý quý. Phần tay này chúng tôi gọi là tay mẫu này, là mẫu tay cuốn chân móc này. Cái tay này thì nó là cuốn. Còn những sản phẩm thông thường là tay trống. Bên dưới phần chân thì là đục theo mẫu là chân đầu nghê. Và bên dưới thì là có đục móc xoáy. Đấy, thì được gọi mẫu ghế này là ghế đào tiên tay cuốn chân móc. Thế bên này là hình ảnh một chiếc đoạn rời đây. Hiện tại thì cô không có nhà nên tôi sẽ quay video và clip và gửi lại cô. Thì cô có xem được cái sản phẩm mà chúng tôi đã bàn giao cho gia đình. Bàn giao hoàn thiện gia đình rồi. Rất là đẹp quý vị ạ. Đường nét độc chạm thì vô cùng sắc nét, cũng như là cái gỗ hương vô cùng là giá trị. Mặt bàn đây, mặt bàn là ván liền một tấm quý ạ. Vân gỗ thì hiện tại là chúng tôi đang để kính đây nhưng không nhìn rõ vân. Là nhìn nếu mà bỏ được kính ra thì vân nó rất là đẹp đấy. Thì đây là có một bộ bàn ghế ăn bằng chất liệu gỗ hương, mẫu là mẫu bàn là vuông, bao gồm là có 12 ghế. Đây, chất liệu gỗ hương đá. Thì trong phòng bếp của gia đình hơi tối một chút, hơi tối quý vị ạ. Bao gồm có 12 ghế. Đất đơn giản nhưng là sang trọng cũng như là dễ vệ sinh lau chùi. Bên ngoài ra thì còn có trong phòng này là đang có hai chiếc giường ngủ này, hai chiếc giường ngủ. Thì cô đặt chúng tôi là 5 chiếc giường ngủ cơ.
rất là nhiều rùa. Bên này nữa. À, cái... đây là một chiếc 1m8 × 2m và một chiếc bàn xanh biển. Đây là cái không gian thờ tự của nhà cô Kim Anh thì cũng là rất là bừa bộn, nên là phải bạc cửa ni lông rồi. Và trước cái trước ngôi nhà cô ấy thì là chính là một khu chợ. Đây là chợ, gọi là chợ Tam Sơn. Hôm nay thì cũng là buổi họp chợ luôn. Hiện tại đang là tầm buổi trưa rồi, nên là mọi người đã thu dọn đây, thu dọn để về đây quý vị này. Nhà cô Kim Anh ở tại chợ Tam Sơn, Cẩm Khê. Quý vị là có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nha. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng các mặt hàng đồ gỗ nội thất bằng chất liệu gỗ tự nhiên. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video clip này. Mọi người quan tâm hoặc là yêu mến chúng tôi thì phải bấm đăng ký kênh để theo dõi thêm những cái sản phẩm khác, clip khác.